trên say hô sâu thêm không yên tâm như anh vẫn nghĩ mình về em. Đừng đi nhé anh, xin chớ xa em à. Ngày qua mỗi ngày yêu đuối thêm vì ai, vì tin có những lời hứa mãi loay hoay trong chưa yêu. Phải làm sao thoát sức riêng bạn đang tập luyện cùng Xuân Mai Aerobic Bắc Giang, nhớ like và subscribe nhé.